mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Mã Vật. Thì hôm nay em sẽ làm một video để giới thiệu cho mọi người một số dòng máy có thể in được những cái content để mình gắn lên trang sức của mình. Thì ví dụ như là những content này, mọi người có thể nhìn này. Mục đích của những content này thì mình in cái nội dung, đó là cái tên của cái cửa hàng hoặc là cái thương hiệu của mình, rồi cái mã vật, mã sản phẩm thì mình có thể là tính tiền. Ở phía bên ngoài này mình có thể là in là tên sản phẩm, rồi khối lượng tính, rồi nguyên vật liệu, ví dụ bạc vàng 24K hoặc là giá tiền. Khách hàng lên là có thể nhìn vào để thấy. Tại vì đem trang sức thì phong đặc thù rất là cần phải là sử dụng những cái loại chất liệu giấy và cái độ sắc nét phải cao. Thì tại vì mình sử dụng một chiếc nhẫn rất là đẹp mà in những con trang sức lên với những cái chữ ở trên này xấu thì cũng rất là khó nhìn. Nên thực ra mình phải yêu cầu là rất cao về cái nét chữ cũng như là cái độ sắc nét của content của mình, và content không được thấm nước và không được ảnh hưởng tới cái trang sức. Thì em sẽ giới thiệu cho mọi người một số dòng máy cũng như là một số loại giấy mực để mình có thể là sử dụng trong cái cửa hàng hoặc là trong những cái thương hiệu của mình để mình có thể gắn vào. Hiện tại trên màn em đây, em có trưng bày cho mọi người xem là ba cái sản phẩm mà được sử dụng rất là thông dụng, rất là ở trên thị trường, và cũng như là ba sản phẩm này là được đánh giá là rất tốt về cái khả năng in ấn. Thì con đầu tiên em muốn giới thiệu với mọi người đó là Rin 412. Thì đây là một sản phẩm, Rin là một cái nhãn hiệu đến từ thương hiệu Autonic Nhật Bản. Đây là một chiếc máy đến từ Nhật Bản nha mọi người. Đây. Thì nó có độ phân giải là 300 dpi, cũng như là ở đây là những cái dòng máy để bạn em muốn giới thiệu với mọi người ha. Còn những dòng máy công nghiệp thì em sẽ làm những video tiếp theo. Đây, đây là thương hiệu Rin ha. Rồi tiếp theo phía bên tay giữa em thì đây là chiếc máy cơ mang thương hiệu đó là Vodet. Thì Vodet là một cái hãng sản xuất sản xuất máy in đến từ Đài Loan. Đây là chiếc máy có độ phân giải là đây Vodet AZ530. Thì đây là một chiếc máy là có độ phân giải là 300 dpi, thì nó cũng có thể là in sắc nét và in tốt những cái con tem bạc gắn lên cái những cái trang sức, tem trang sức ha. Rồi ngoài cùng đây là cũng một chiếc máy đến từ thương hiệu Rin luôn nha mọi người, cái nhãn hiệu Rin luôn nhá, cùng của thương hiệu Autonic Nhật Bản. Đây cái ba dòng máy mà nó có thể in tương đối tốt ở trên thị trường. Thì dòng máy bên này nó vì sao nó cũng là thương hiệu Rin mà em giới thiệu với mọi người, thì nó là có độ phân giải thấp hơn cái máy phía bên phải em nha. Thì máy này có độ phân giải là 203 dpi, nhưng nó vẫn có thể là in được sự chất nét. Thì em muốn giới thiệu cho mọi người nhiều dòng máy để mình có thể đa dạng cái sự lựa chọn, mình thấy cái dòng nào phù hợp với giá thành, với chất lượng, rồi những cái độ sắc nét và những yêu cầu của mình thì mình có thể sử dụng. Thì tiếp theo em sẽ tiến hành in thử cũng như là giới thiệu kỹ hơn về tính năng cũng như là cho mọi người xem về chiếc máy, thì mình có thể là nhìn vào trực quan hơn để có thể xem con đen mà in ra như thế nào, rồi sau đó có những cái quyết định lựa chọn phù hợp để sử dụng trong cái cửa hàng của mình nha. Đầu tiên em xin giới thiệu với mọi người giấy trước ha. Thì cái nhãn đề can này thì nó có kích thước là thường có một vài kích thước, ví dụ như là 42 x 10, 42 là cái chiều rộng, 10 là chiều cao, rồi hoặc là 40 10 30 10, nó có một vài kích thước thông dụng như vậy ha. Thì cái con tem này đặc biệt một cái là nó là chất liệu là PVC nên sẽ không rách, và nó được chịu được ở trong cái nhiệt độ này sẽ không thể rách được ha. Nó chịu được nhiệt độ cao ở trong tầm 99 độ C, và lại để mình có thể có cái phần đuôi thế này ha, để mình có thể gắn vào trang sức và gấp lại. Thêm một cái đặc biệt của con tem trang sức đó là cái phần đuôi này là mình là bên nhà sản xuất người ta có hai sự lựa chọn, một là có keo, hai là khử keo. Mục đích của cái việc khử keo này để cho không có cái keo này nó sẽ không dính lên cái trang sức của mình, ví dụ như nhẫn hoặc là vòng tay, bông tai, nó không bị dính lên. Tại vì cái keo dính lên nhiều khi nó cũng có thể là ảnh hưởng tới cái chất liệu hoặc là màu sắc, nó bị dơ lên cái chiếc nhẫn hoặc là bông tai, nó cũng hơi là không được. Thì có thể là có thêm cái chất liệu là khử keo nha mọi người, để mình có thể nhiều sự lựa chọn. Còn mực ở in trên này là mực quá vệ sinh thì nó mình trà không thể nào bay hết, hoặc là mình chỉ dùng nước mình trà lên nó không bay. Đây là tem chất liệu PVC ha. Hầu như là đây là chất liệu thông dụng sử dụng. Thì tem thường có hai màu, một là màu trắng đục như thế này, hai là màu trắng tinh. Mình có nhiều cái sự lựa chọn hơn ha. Cái mực này mình có thể sử dụng mực vàng để mình in lên cái màu vàng lên đây. Cái mực mình dùng vàng ha, mình in lên cái mực vàng màu vàng lên đây thì con tem nhìn nó sẽ sang trọng, nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đó. Em sẽ lát em sẽ cho mọi người xem về cái con tem vàng. Rồi bây giờ em sẽ tiến hành in trên thử trên cái dòng máy Godet cho mọi người xem ha. Rồi em sẽ in theo thứ tự ha, ở giữa trước ha.
Thì đây là dòng máy OLED, nó như là em có thể giới thiệu là nó có độ phân giải là 300 dpi. Đây thì đây là dòng máy để bàn, thì nó có thể là chứa, mọi người có thể xem. Đây máy đang in ra cho mọi người xem ha. Đây mọi người có thể xem là những cái nét chữ của em rất là nhỏ ha. Đây, với lại thông tin này, thế giới bảo vật này, số điện thoại hoặc là một số cái này, mọi người có thể xem ha. Đây, đây là cái khả năng in của chiếc máy ha. Những cái nét chữ bên này rất là nhỏ ha. Đây, thì mình có thể là đính gắn vào với cái trang sức, cái tên, rồi giá bán, rồi mọi cái ở trên này. Rồi, thì đây là cái dòng máy Godet EZ530 ha. Tiếp theo em sẽ sử dụng qua cái dòng máy Rin về cùng một cái file thiết kế, cùng giấy mực và cùng một cái loại, thì em sẽ in để cho mọi người có thể so sánh cái chất lượng in. Thì tiếp theo em sẽ in trên chiếc máy Rin 412 TEI cộng này cho mọi người xem về cái khả năng in của nó nhé. Thì chiếc máy này nó sẽ in mượt hơn nha, tại vì đây công nghệ Nhật Bản thì nó tiên tiến hơn, tốt hơn. Mọi người có thể xem là cái những cái nét chữ của nó à. Lát nữa em sẽ so sánh cho mọi người xem về cái chất lượng và cũng như của ba chiếc máy này. Thì em để giấy ở trên này trước ha. Em cũng giới thiệu một số cái cấu hình của chiếc máy này á. Đây cũng là một chiếc máy Rin có độ phân giải đó là 300 dpi, nó tương đương với dòng EZ530 này. Nhưng nó xuất xứ Nhật Bản và là như cũng như là cái công suất in của nó sẽ tốt hơn, sẽ bền hơn so với những chiếc máy để bàn còn lại. Thì đây trong ba chiếc máy thì theo đánh giá thì chiếc máy này là có cấu hình và cũng như là độ bền cũng như công suất và độ sắc nét là cao nhất. Rồi tiếp theo em sẽ in cái dòng máy Rin 408 này. Đây. Tiếp theo em sẽ in tên chiếc máy Rin có model đó là Rin 408 PAI cộng này cho mọi người xem ha. Như lúc này em có giới thiệu đây là máy là có nhãn hiệu của Rin, mang thương hiệu là Autonic Nhật Bản. Đây mọi người có thể nhìn thấy, em sẽ xé ra mọi người xem. Đây. Đây là có máy có độ phân giải là 203 dpi và độ đồng độ in là cũng là 4 in. Đây, bây giờ thì em sẽ so sánh ba mẫu in cho mọi người xem, và em đã in ra ba chiếc này thì mọi người có thể nhìn này. Đây ha. Phía ngoài cùng đây em, đây là cái mẫu in của Rin 412 AI cộng thì mọi người có thể xem không? Đó. Rồi tiếp theo vào ở giữa ha. Thì đây là chiếc máy Godet EZ530. Đây, nếu mà so sánh hai chiếc này thì mọi người có thể thấy là cái nét của bên Rin 412 thì nó sẽ thân hơn đó. Nhìn nó thân hơn đây. Chữ bóng tay này. Bên này thì nó thì rồi tiếp theo thì đây là chiếc máy Rin 408. Mọi người có thể thấy là vì độ phân giải 203 dpi nên nét chữ của nó nó có hơi rằn rằn một xíu này. Nhưng tương đối về ba dòng máy này thì nó có thể đáp ứng được cái tiêu chuẩn trên tiêu chuẩn khắt khe của bên cửa hàng trang sức để mình có thể là gắn lên những cái hàng trang sức. Thì ba dòng máy này hiện nay là hầu như là đang là tốt nhất trên thị trường. Thì chiếc máy ngoài cùng em muốn giới thiệu đó là dòng máy Rin này. Thì đây là chiếc máy là tốt nhất trong ba cái loại máy này về độ phân giải cũng như là về mọi thứ. Rồi tiếp theo thì lần này em đã giới thiệu cũng như là in thử cho mọi người xem về chất lượng in của từng máy cũng như so sánh về cái độ khác nhau của những cái chiếc máy in này. Thì tại vì là những cái tem nhãn này nó là tem nhãn để can PVC nên thành ra nó bóng nữa, là nó rất khó bám mực, nên mình với lại là nó phải không bay không phai, nên thành ra là mình cần phải lựa chọn những cái dòng máy nó phù hợp, mà chứ không phải mua một dòng máy về và in có được vài ngày rồi nét chữ nó sẽ xấu hay gì đó. Thì em giới thiệu cho mọi người một số dòng máy thì tùy theo về điều kiện kinh tế hoặc là một số cái tính chất nó phù hợp hơn với cái cửa hàng mình có thể là lựa chọn những cái sản phẩm nó phù hợp. Thì khi mọi người mua máy ở Thế Giới Bảo Vật thì Thế Giới Bảo Vật cam kết là những dòng máy mà cung cấp ra thị trường đều là 100% chính hãng, có CO, CQ, giấy tờ đầy đủ. Nếu máy phát sinh lỗi và do về phía lỗi kỹ thuật về phía máy thì công ty Thế Giới Bảo Vật sẽ đổi mới 100% máy mới cho mọi người trong vòng 3 ngày sử dụng. Nếu phát sinh lỗi nha thì bên em sẽ đổi máy mới 100%. Thứ hai đó là về cái dịch vụ là bảo hành với là hỗ trợ kỹ thuật, thì chắc chắn là tại vì bên em là phân phối hàng chính hãng nên mọi người sẽ hưởng hết toàn bộ những cái chính sách bảo hành và hỗ trợ của hàng đầy đủ không thể thiếu, và có thêm là những chính sách ví dụ như là hỗ trợ giao hàng tận nơi và hỗ trợ thiết kế tem và cũng như là hướng dẫn mọi người
và thêm đặc biệt nữa đó là hỗ trợ cho mọi người một phần mềm thiết kế tem cơ bản để có thể là sử dụng chung với những cái dòng máy này miễn phí cho mọi người, nên mọi người yên tâm khi mua máy sẽ đi kèm theo miễn phí, thì cái này sẽ có tặng kèm cho mọi người. Nếu như mọi người có thắc mắc hoặc là có cần biết thêm những cái vấn đề chi tiết khác về để sử dụng chọn lựa loại dòng máy phù hợp, mọi người có thể liên hệ tới số hotline 1900 3438 thì bên em sẵn sàng để hỗ trợ tư vấn thêm cho mọi người để mình có thể là lựa chọn những cái dòng máy phù hợp với lại cái doanh nghiệp cũng như là cửa hàng của mình. Nếu thấy video này hữu ích, mọi người có thể nhấn like và subscribe kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Vật để theo dõi những video tiếp theo. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại.